Chiều ngày 27 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thành phố Dĩ An tiếp tục khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai để điều tra vụ một cô gái 20 tuổi, quê Sóc Trăng, bị dao đâm vào bụng rồi tử vong sau đó. Trước đó, khoảng 23 giờ 25 phút ngày 26 tháng 10, người dân ở khu vực đường Xóm Nhang, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An nghe nhiều tiếng cự cãi của hai cô gái. Người dân tới gần phòng trọ thì phát hiện bên trong có một cô gái nằm ôm bụng dưới nền nhà, xung quanh có nhiều vết máu nên lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cô gái này đã không qua khỏi. Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt bảo vệ hiện trường và mời cô gái còn lại về trụ sở để lấy lời khai. Người này khai nhận có quan hệ đồng giới và thuê trọ ở chung với nạn nhân. Đến tối ngày 26 tháng 10, sau khi đi ăn uống về, người yêu cô gái nói đi qua phòng trọ của bạn khác ngủ nhưng không được đồng ý rồi xảy ra cự cãi, giằng co, bất ngờ nạn nhân tự đâm vào bụng mình dẫn đến tử vong.